Sau khi chia tay thì đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào? Phụ nữ là tuýp người thiên về cảm xúc. Đại đa số chị em phụ nữ sẽ thường lụy tình, dễ bị cảm xúc, tình cảm chi phối rất nhiều. Và đặc biệt với những người phụ nữ mà họ còn yêu thì họ sẽ rất là đau khổ, nhất là những ngày đầu sau khi chia tay. Tuy nhiên khi mà cảm xúc đã mệt nhoài thì lý trí bắt đầu lên ngôi. Và khi cảm xúc tiêu cực đó đã qua đi, phụ nữ bắt đầu đứng dậy. Và đối với phụ nữ thì họ sẽ khó để rung động với một mối quan hệ mới. Lúc này họ sẽ lý trí hơn bao giờ hết. Nhưng đối với đàn ông thì khác. Có nhiều người đàn ông vừa mới chia tay xong thì họ rất là lý trí. Bởi vì đâu đó trong lòng người đàn ông họ không muốn sự ràng buộc, họ vẫn thích được tự do và không bị kiểm soát bởi bất cứ ai. Vậy nên lý trí này của người đàn ông sẽ giúp họ thoải mái hơn sau khi chia tay. Và dường như họ rất hân hoan trong những ngày đầu khi bước ra khỏi một mối quan hệ. Và trong khoảng thời gian này mà có một đối tượng mới mang lại cho anh ta những cảm xúc rung động thì người đàn ông này rất dễ dàng bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng sau một khoảng thời gian thì người đàn ông bỗng nhớ lại những cảm giác cũ và họ cảm thấy chênh vênh và họ bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng và có những người muốn quay trở lại với người cũ. Nhưng ngược lại, phụ nữ khi đã vượt qua được những cảm xúc tồi tệ sau khi chia tay rồi thì để quay lại với người cũ là điều rất khó khăn. Họ sẽ không muốn cho người đàn ông đó bất cứ một cơ hội nào nữa.